Mình xin tự giới thiệu, mình là Quý. Hôm nay mình xin được hướng dẫn các bạn đoạn văn đầu tiên trong One Speak and Translate Live. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học theo 3 bước của Phrase English. Bước đầu tiên sẽ là chậm, rõ nhất. Ok. Good. Good. Morning. Morning. Ladies. Ladies. And. Gentlemen. Gentlemen. What? A special occasion. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity to talk about myself. I consider it a great honor to be invited to speak here. I've been looking forward to this moment for a long time. Rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bước thứ hai, normal speak. Ok. Good morning, ladies and gentlemen. What a special occasion. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity to talk about myself. I can see a great honor to be invited to speak here. I've been looking forward to this moment for a long time. Rất tuyệt vời phải không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bước ba, nhanh nhất có thể. Speak as freely as possible. Ok. Good morning, ladies and gentlemen. What a special occasion. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity to talk by myself. I can see it's a great honor to be invited to speak here. I've been looking forward to this moment for a long time. Cảm ơn rất các bạn đã lắng nghe. Hy vọng các bạn sẽ luyện tập thường xuyên để master this. Goodbye.